Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái trụm lươn 60. Đấy. Trước đây thì mình hay làm cái video là loại 48, thì ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái trụm loại 60. Điều đầu tiên là các bạn phải chuẩn bị cho mình một cái hòm. Đấy, hòm lươn mình đang bán này các bạn. Đấy, hòm này là hòm 60 các bạn nha. Đấy, rất là đẹp. Còn hòm này là hòm 48 này, các bạn thấy không? Nó nhỏ hơn, đúng không? À. Đấy, rất là đẹp, hai anh em xin đôi. À, quên, thằng này xin trước. Còn đây là hòm 60 các bạn nè, đây. Cái đầu để cho lươn thở này. Đấy, và các bạn mua cho mình cái bịch này, nếu mà các bạn muốn làm nhanh thì mua cái bịch. Các bạn bịch lại. Bịch lại nhá. Các bạn dán keo vừa vừa thôi, hoặc là cố định cũng được. Rồi dùi cho mình một lỗ này. Các bạn lấy cái mũi kéo này. Các bạn dầm vào khoan đấy, lỗ nhỏ nhỏ thôi các bạn. Đấy, một lỗ nha, hai lỗ nha, ba lỗ, bốn lỗ, tùy các bạn, để cho lươn nó sống các bạn nhá. Còn đầu này thì có hai cách, một là các bạn cắt chéo như thế này để khi các bạn thả xuống đất là mình cắm xuống thì nó giữ luôn, cắm xuống nha. Rồi là các bạn là nhớ là cắm đến đấy thôi. Các bạn nhớ là khi thả các bạn nhớ lấy cái tay vuốt thế này cho nó bằng. Và cái hòm này thì bỏ đây. Đấy, hòm 60 thì bỏ trong này. Nhưng mà các bạn là phải nào cho nó sạch. Mình một tay quay một tay làm thì cũng hơi khó. Mẹ quay con em này. Giữ thế này. Cầm thế này. Cầm thế này. Hai tay. Để nó ru. À, quay thế này. Quay kiểu này. À, rồi. Các bạn thấy không? Các bạn khoét thế này. Khoét cho nó đẹp. Đấy. Các bạn nhớ mua ống 60 lại mỏng nha các bạn. Và đây cái hông lươn. Các bạn thấy không? Và nó khít đẹp thế này. Các bạn thấy không? Nó rất đặc. Các bạn thấy không? Này. Các bạn đẩy vào sâu cũng được, đẩy thế này thôi để cho con lươn nó dễ vào. Đây là một cái hòm. Rồi khi các bạn thả này, các bạn chốc này xuống, lút đến đây thôi. Nhưng mà các bạn nhớ là phải lấy cái tay vuốt để cho nó lươn nó dễ vào. Cách thứ hai là các bạn cắt bằng ống thì các bạn sẽ dùi cái lỗ để xuyên qua đây. Đây là que đùa các bạn nha, mua loại que đùa mà rẻ tiền. Đấy, bạn sâu qua đây, bạn cắm xuống thì cũng được. Đấy là hai cách các bạn nhá, để găm nhá. Đơn giản thôi các bạn. Đó. Đó. Còn khi nào mà lấy lươn ra thì các bạn lôi ra. Đấy, mình làm rất là chặt các bạn. Rất đẹp. Đó. Các bạn đổ ra. Đấy, hòm lươn ra nó rất khít. Chắc chắn. Đấy. Các bạn bỏ mồi á. Đây các bạn bôi lên đây này. Các bạn bằm các bạn xúc vào ở cái chỗ này. Cho nhiều vào. Để khi con lươn nó ngửi cái mùi thì bắt buộc nó phải chui qua đây. Đấy. Qua đây thì mình nói với các bạn, đây là hai loại hòm lươn mình đang bán. Đây là hòm 48, đây là hòm 60, rất là đẹp. Nên ai có nhu cầu hướng dẫn làm mồi làm trúng như các bạn xem hết cái video này nha. Xin chào các bạn nha.